Thưa quý vị, cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự họp còn có các phó chủ tịch, ông Đặng Minh Thông, ông Lê Ngọc Khánh và ông Nguyễn Công Vinh. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thiệp Giải, chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 thì tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án này là 138 ha, liên quan đến 1.175 hộ tổ chức. Hiện đơn vị đã phối hợp với các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra thực địa được 113 ha, đạt 82% kế hoạch và dự kiến hoàn tất trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Tại cuộc họp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thiệp Giải đã báo cáo một số khó khăn vướng mắc khi triển khai dự án liên quan đến việc phát sinh công tác kiểm toán nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khiến mốc thời gian khởi công dự án kéo dài hơn kế hoạch ban đầu là ngày 30 tháng 4 năm 2023. Theo Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thiệp Giải đưa ra 3 phương án. Trong đó, phương án 1 áp dụng hình thức chỉ định thầu khởi công vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Phương án 2 áp dụng hình thức chỉ định thầu khởi công vào ngày 20 tháng 6 năm 2023. Phương án 3 đấu thầu rộng rãi khởi công vào ngày 30 tháng 8 năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thiệp Giải hoàn thiện lại báo cáo, trong đó nêu rõ lý do đề xuất phương án chỉ định thầu để xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.